នារ៉ូស៊ីលថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025នេះអាយុដំឈូសុបញ្ញាប្រតិភូរិរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនាយកមូនិធិជាតិជំនួយសង្គមនិងប្រធានក្រុមការងារចោះជួយឃុំក្រៃស្រុកពញាក្រៃដែលទៅតែងតាំងថ្មីអាយុដំអររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាអាយុដំឈៀងបាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាបានអញ្ជើញសម្ដេចសំណាជាមួយ នីតិវត្តជននិងអតីតយុទ្ធជនក្នុងឃុំក្រៃស្រុកពញាក្រៃខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ដានោះដែរក៏មានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរឃុំនិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរូបទៀតថ្លែងមានប្រសាសន៍នីឱកាសនោះអាយុដំឈូសុបញ្ញាបានបញ្ជាក់ថាពិធីសម្ដែងសម្ដានីថ្ងៃនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់មួយសម្រាប់រដ្ឋបាលឃុំក្រៃហើយពិធីនេះដើម្បីស្គាល់អង្គពូមីជានីតិវត្តជននិងអតីតយុទ្ធជនដែលមានស្នាដៃប្រើជាតិប
nhôn ba tu bay chi miên ca chú rùm nị vật tử hào có rì rọt thập hị ba Campuchia nơi tẹp đọt đắm lấy nâng dột bì giả rạ xóm khăn nâng con bấm nát cho bọc bụ quát bụ tha nị vật tử chôn chia khliên trọp khliên châm nế chia nị trụ trái plâu xâm rắp môn trái chùm nuôn cõi khăn nông ca anu vật ca nghiệp bần to nâng kẹp trên chú ạ dọc chùm nế đăng bạc bì sao đai lộc xây ở lộc bàn bần xót tốc nâng chờ lòng cát ai dụ đắm bần to tha chia ca bất nị vật tử chôn cọ đồ chia tay tại dụ tử chôn cư chia chôn đa miên con bấm nát đo thông thang chùm buông miệt tục hôn chia nị mật tử rút nây ca khật khom xa mơ kì ca có sang xma rạ đầy lẻ bóng thơ ca bị lý căm đam bây chết nâng chia nịa sài hà chết bật bạc cót đôi sáng tranh xạ cầm một hiệp chết sáng rồi bọc luôn ai dụ đâm bần thèm tha rì rọt thập hị ba Campuchia bàn dọc chật tục đã bị sọc khổ mà lập hiệp rồi bọc bà chìa bố rọt tù tư chìa bị xe cừu xa nị vọt chân nâng à tây tạo dọt chân đai miến chơi bập hiệp khóa khát nâng bánh hạp xem xên thèm tên bàn ổ bật thông thảo vi ca bê la mô rã nạ xong cừu chôn cừu xa sập hồng đai cho bà xa xâm đè xâm nàl ai dụ đâm chù sọ bà nha nâng cừu cá nghe cho chùi không cây bàn ổ bật thông thảo vi ca chôn xa mà chật chô ruộm khăn ông mẹ chùm nuôn mùi mơn bàm bòn riêng phòng đai.